ngày 8 tháng 4 cũng là ngày ghi nhớ cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam. Đó là ngày ra đời vào năm 2006 của Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam, hay được gọi là Khối 8406. Trải qua 4 năm trời, mặc dù bị chính quyền thẳng tay đàn áp, bắt tù 40 thành viên, nhưng Khối 8406 vẫn tồn tại. Vậy yếu tố gì giúp cho một phong trào bị chính quyền đặt ra ngoài vòng pháp luật có thể trụ vững như thế? Gia Minh trình bày. Số người đầu tiên ký tên vào bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ năm 2006 được công bố vào ngày 8 tháng 4 năm đó chỉ có 118 người. Tuy nhiên, theo những ghi nhận của khối này, thì đến nay con số người Việt ghi danh tham gia đã lên đến nhiều ngàn người. Linh mục Phan Văn Lợi, một trong bốn thành viên đại diện lâm thời của Khối 8406, cho biết về tình hình phát triển của khối như sau. Khối 8406 không phải là một đảng phái, nhưng là một phong trào quần chúng, gồm tất cả những người ý thức được cái vấn đề tự do dân chủ, cho nên là can đảm xứng tên mình để cùng dẫn thân đòi lại cái quyền đó cho dân tộc Việt Nam. Vì vậy mà những thành viên đó chỉ có một cái tấm lòng, không phải là một đảng viên, một cái đảng gì đó để rồi có những cái cao vọng về chính trị sau này tham gia vào chính quyền. Không, họ chỉ là những người tha thiết với vấn đề tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Cho nên chính cái tấm lòng đó làm họ dẫn thân, và tất cả những thành viên khối 8106 mà bị tù ấy, thì đều đã tỏ ra bất khuất, không có một thành viên nào, nhất là trong cả cái vụ xử của năm 2009, đầu năm 2010, thì tất cả các thành viên khối đó đều đã chứng tỏ cái khí phách của mình và không bao giờ lên tiếng nhận tội cả. Chỉ có một người, người ta thấy có một cuộn băng video ông ta nhận tội, nhưng mà khi ra tòa thì ông ta đã phủ nhận hoàn toàn và đã chứng tỏ và đã rằng mình vẫn làm việc chính đáng, đó là ông Trần Anh Kim. Và Khối 8106 vẫn tiếp tục là phát triển bởi vì dựa vào một cái tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam. Tuyên ngôn đó đã đưa ra những cái nhận định chính xác về tình hình đất nước, đã nêu lên được cái đòi hỏi tự do dân chủ của dân tộc và đã đề ra một cái chương trình đòi lại tất cả các tự do, các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội cho dân tộc Việt Nam. Và cuối cùng chính cái khí phách của các thành viên khối, đặc biệt là những người như là linh mục Nguyễn Văn Lý, cô luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Trần Anh Kim, nhà giáo Vũ Hùng và nhiều vị khác, chính cái khí phách đó đã làm cho đồng bào ngưỡng mộ và sự gia nhập càng ngày càng đông. Ngoài những người Việt có lòng yêu nước ghi danh tham gia Khối 8406, một số người nước ngoài cũng chính thức lên tiếng ủng hộ. Chỉ hơn một tháng sau khi Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam được công bố, nhóm Hiến chương 77 của Tiệp Khắc ra thư ngỏ ủng hộ Khối 8406. Tiếp đến, có đến 50 dân biểu Hoa Kỳ cũng lên tiếng chính thức hậu thuẫn cho Khối 8406 tại Việt Nam. Đến tháng 12 năm 2006, gần 40 dân biểu và thượng nghị sĩ Australia ra thư ngỏ ủng hộ cho khối này. Dựa trên tôn chỉ đưa ra, trong thời gian 4 năm qua, Khối 8406 thực hiện được những gì? Linh mục Phan Văn Lợi có tổng kết. Thì trước hết, trong 4 năm qua, để hướng dẫn, có phần hướng dẫn dư luận, thì Khối 8406 đã có 30 cái kháng thư. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2006 đến ngày 29 tháng Giêng năm 2010, để gây ý thức cho đồng bào, thì chúng tôi đã có 4 lần treo biểu ngữ một cách minh riêng ở tại Hải Phòng, tại Hà Nội và tại Thái Bình vào tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2008. Chưa kể một lần cô Phạm Thanh Nguyên là một thành viên của khối đã treo biểu ngữ trong nhà của mình. Nhưng mà rồi sau đó cái tin tức này đã bay khắp thế giới. Chúng tôi cũng đã đưa ra 9 lời kêu gọi từ 2006 đến 2008. Trong đó có 3 lời kêu gọi quan trọng. Đó là lời kêu gọi toàn dân đồng áo trắng ngày 1 và ngày 15, lấy hai ngày đó mặc y phục trắng đi ra ngoài đường để làm gọi là ngày dân chủ cho Việt Nam. Và chúng tôi vừa mới phát động trở lại cái chiến dịch này. Rồi chúng tôi đã có kêu gọi toàn dân tẩy chay bầu cử năm 2007. Và cũng đang có kế hoạch để kêu gọi tẩy chay năm 2011, tẩy chay bầu cử quốc hội năm 2011. Và cũng đã có một lần kêu gọi trưng cầu dân ý để yêu cầu Đảng Cộng sản phải cho người dân bày tỏ ý kiến của mình về chế độ.
trong 4 năm qua thì có 40 thành viên của khối đã đóng góp vào cái sự hy sinh của dân tộc, tức là đã chịu án lãng tù ngắn hoặc là dài. Để khai dân trí như lời cụ Phan Chu Trinh nói thì khối đảng 106 đã có 2 tờ báo do chính các thành viên khối đảng tách là Tập Sang Tự Do Dân Chủ và Bản Việt Sang Tự Do Ngôn Luận. Tập Sang Tự Do Dân Chủ đã ra được 14 số và Bản Việt Sang Tự Do Ngôn Luận ra được 96 số. Ngoài ra còn có tờ Tổ Quốc mà trong đó nhiều thành viên khối cũng có tham gia và đã ra được là 84 số. Cũng để làm cho người dân ý thức được những vấn đề của đất nước thì khối đã có lập một cái tủ sách đấu tranh cho tới bây giờ đã ra được 24 tập và mỗi tập là ít hàng ngàn bản tặng cho đồng bào khắp cả ba miền ở Việt Nam. Một thành viên của khối 8406, cô Nguyễn Thu Trâm từ Bình Dương cho biết hoạt động của bản thân khi tham gia khối trong thời gian qua. Suốt cái quá trình hoạt động đấu tranh á thì tôi thường hay giúp đỡ dân oan, tôi cũng hay viết bài phổ biến trên mạng á, tôi cũng nhờ quý anh chị em đưa tin tức và chính mình cũng phổ biến tin tức á, thì cũng được các bạn sinh viên, học sinh, các em thì rất là ủng hộ và chỉ sẵn sợ. Các em nói là các em cũng đã từng lắp và viết bài và đưa lên mạng á. Không phải tự dưng mà khối 8406 nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía và có thể phát triển như trong thời gian qua. Luật sư trẻ Huỳnh Văn Đông đưa ra nhận định. Cái mâu thuẫn lớn nhất mà chúng ta tự thấy từ trước đến nay đó là cái mâu thuẫn về pháp luật và thực tiễn của cái nền tư pháp của Việt Nam. Hay nói một cách khác là Việt Nam có những quy định của pháp luật cho phép công dân của mình được các quyền tự do như tự do lập hội, tự do tham gia đảng phái, tự do chính trị, tự do tín ngưỡng v.v. Tuy nhiên trên bề mặt thực tế thì những người đã từng bị bắt và có người đã được thả ra rồi, có người đã chấp hành xong cái hình phạt và đã được trở về với cộng đồng, thì là những người đó không hề có năng đã bị bắt vì tham gia cái tổ chức đó hoặc là thành lập đứng lên thành lập cái tổ chức đó. Tuy nhiên, nó bị bắt và bị xét xử, bị đi tù bởi vì một cái điều khác. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ ràng cái bản chất của nó là nằm ở cái vấn đề là đã tham gia hoặc đã tham gia thành lập hoặc là đã tham gia cái tổ chức mà ngoài cái đảng phái tại Việt Nam đó là cái đảng Cộng sản. Hiến pháp không cấm. Chúng ta có thể vận dụng hiến pháp là chúng ta có thể nói cái quy định của công dân rằng là công dân có quyền tức làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Thì tại làm sao những người tham gia cái khối 8406 hoặc là những cái tổ chức khác lại bị những cái thiệt hại đến như vậy? Thì chúng tôi muốn nói rằng là giữa pháp luật và thực tế Việt Nam có độ chênh nhau mà Việt Nam không muốn giải quyết. Chị Hạnh, một người không phải thành viên của khối 8406, có ý kiến về tổ chức này. Thì những người đó anh ta cũng đòi hỏi dân chủ, người ta cũng muốn tự do dân chủ, thì những cái việc làm của bên cái khối 8406 thì cũng đúng nhé. Những người yêu nước thì những người ta có cái tinh thần lo cho quốc gia thì em cũng thấy là cái chuyện nó cũng tốt thôi. Mỗi người một lý tưởng, mỗi người một suy nghĩ và sẽ làm theo cái lý tưởng của mình thì chung quy cũng là lo cho dân tộc Việt Nam thôi. Lịch sử cho thấy từng có nhiều phong trào yêu nước bị chính quyền bóp chết ngay từ khi mới hình thành. Tuy nhiên, chính lòng yêu quê hương nồng nàn của những người tham gia tổ chức đó giúp cho phong trào không thể bị tận diệt mà vẫn lan tỏa đến lúc giành được mục tiêu đề ra. RFI Việt ngữ xin kính chào chị Lê Thị Công Nhân. Thưa chị, hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với chị qua điện thoại nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày thành lập khối 8406, tức là coi như là phong trào đầu tiên được hình thành một cách có tổ chức để mà đấu tranh một cách bất bạo động cho dân chủ ở Việt Nam. Nhưng mà trước khi nói về cái phong trào này thì hiện nay là chị vẫn tiếp tục thi hành án quản chế trong 3 năm sau khi mãn hạn tù. Thế thì cuộc sống hiện nay của chị như thế nào? Chào quý vị, sau khi ra tù thì thực ra cái án quản chế 3 năm này đối với tôi nó cũng không phải là quá quan trọng. Bởi vì thế này, trước khi mà tôi bị bắt và bị đi tù một cách chính thức thì tôi cũng đã bị quản chế một cách không chính thức. Thậm chí trong thời gian mà APEC diễn ra tại Việt Nam năm 2006 thì tôi đã bị giam ngay tại nhà của mình theo đúng nghĩa đen. Công an họ đã vây kín xung quanh nhà tôi, khu nhà tôi và cả phường của tôi.
và riêng nhà tôi họ còn khóa cả cửa vào và nhốt tôi ở trong nhà. Và nếu mà so với tâm trạng của tôi cái lúc đó so với bây giờ thì tâm trạng bây giờ của tôi có khi là còn dễ chịu hơn rất là nhiều. Và ngay khi mà vào cái ngày mà tôi hết hạn tù đó thì công an mật vụ Việt Nam đã áp giải tôi từ nhà tù số 5 ở Thanh Hóa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về và đến Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai là nơi tôi sống và bắt tôi ký vào một cái bản viết sẵn nội dung là giao trả phạm nhân cho địa phương quản lý người hết hạn tù đấy. Và nó có hai cái ý chính. Ý thứ nhất là họ có quyền là áp đặt lệnh quản chế đối với tôi. Và điều thứ hai là tôi phải tuân thủ cái lệnh quản chế đấy của họ. Và tôi đã ký vào trong cái biên bản đó một câu ngắn gọn như sau. Tôi không chấp nhận bản án mà tòa đã tuyên